Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ngọc Khánh chuyên loa bầu Các bạn thân mến. Khi chúng ta chơi karaoke có một cái vấn đề rất là thú vị mà đôi khi làm chúng ta hao tâm tổn trí, thắc mắc rất nhiều. Đó là cái trường hợp khi các bạn chơi karaoke với bốn loa. Vậy thì nên dùng amly 506N với bốn kênh riêng biệt hay là chúng ta dùng một chiếc Amli 203N để làm vang và kết hợp với một con đẩy crowd hoặc là đẩy PSC thì tôi thì tôi bán cả hai tôi bán cả Amli 506 rồi tôi lại bán cả đẩy crowd đẩy PSC đâm ra là nếu như bây giờ tôi đưa ra cho các bạn một lời khuyên là dùng amly hay là dùng vang thì có lẽ rằng nó sẽ có một cái gì đó nó không được khách quan lắm vì vậy hôm nay tôi quyết định làm video này để phân tích để chỉ rõ với các bạn là trong trường hợp nào thì nên dùng amli và trong trường hợp nào thì nên dùng đẩy à, các bạn thân mến trước hết xét về mặt hình thức thì rõ ràng khi chúng ta để một chiếc amly ra vua năm sáu thì trông nó rất là đơn giản có một cái gì đó nó có thể nói rằng trông nó còn hơi hơi thô kệch nó nhiều nút quá thế còn khi chúng ta để một chiếc amly hai ba lên trên một con đẩy thì rõ ràng trông nó có một cái gì đó nó loằng hoằng hơn nó nhiều thứ hơn trông có một cái gì đó nó hầm hố hơn nghe chừng có vẻ là nó hiện đại hơn có vẻ thôi phải không? cái này là nó riêng về cái quan niệm về hình thức thì nó là do cái cảm nhận của từng người thế cho nên là chúng ta hãy dẹp bỏ cái vấn đề hình thức do quan niệm từng người thôi ai thích năm sáu thì dùng năm sáu ai thích Um, amly 203 kết hợp với đẩy <laughs> Thì dùng Amelie 203 kết hợp với đẩy Thế cho nên cái hình thức Thì chúng ta không sẽ đến à, Thứ hai Là về mặt công suất <laughs> Rõ ràng chiếc Amelie 506 Nó có công suất cũng tương đối Với cái tổng công suất loanh quanh Công suất mắc là hơn 1.000 Hơn 1 000 Tuy nhiên nếu như mà để đánh một cặp loa bát 30 thì có lẽ là không thích hợp. Bởi vì công suất đầu ra của nó chỉ có 130W trên một kênh nhân 4 kênh. Thế cho nếu như các bạn đánh một đôi loa bát 30 thì không được. Không nó không lấy công suất ở hai bên kia nó dồn sang bên này cho các bạn được. Thế cho nên là không với cái khả năng công suất của Amly 506 nếu như các bạn đánh một đôi 601 và một đôi 301 nhỏ nhỏ như này ok hoàn toàn đáp ứng được nhưng mà nếu như các bạn máu lên các bạn đánh hai đôi 601 như thế này thì chắc chắn là không được chạy nóng gian luôn để cái nguồn nó chỉ có thế thôi thế cho nên là nó không thể nào nó, nó tải được đâu Chạy nó sẽ nóng gian lên ngay mà nên các bạn lưu ý Với cái công suất của Amelie 506 Chỉ phù hợp Đánh một đôi loa bô to Và một đôi loa bô nhỏ Thế thôi Còn hai đôi to là không được đâu Còn khi chúng ta chơi đẩy Thí dụ như các bạn chơi Một con đẩy crowd Một nghìn thì nó cũng dứa dứa Vậy vậy thôi hai nghìn đi một con đẩy nghìn 2004 kết hợp với một cái amly 203 thì lúc này cái sự lựa chọn của các bạn sẽ nhiều hơn cái amly 203 các bạn cho đánh một đôi loa nhỏ như thế này ok còn con đẩy cửa thì các bạn có thể cho nó đánh một cặp loa to một cặp JBL to bát 30 thoải mái đáp ứng tốt Thế như vậy là xét về mặt công suất thì rõ ràng là tùy theo đôi loa của các bạn lựa chọn mà chúng ta sẽ có cái um, lựa chọn phối ghép cho nó hợp lý <laughs> vấn đề thứ ba đó là vấn đề âm sắc to đã đành rồi nhưng bây giờ vấn đề chất âm như nào cả Nếu như các bạn dùng một chiếc amply 506 với bốn kênh riêng biệt chia ra làm hai tầng chỉnh. Đấy, tôi tôi thường lắp cái kênh một kênh hai là đôi loa nhỏ ở trên cao. Thế còn kênh 3 kênh 4 là cái dàn điều chỉnh ở dưới ấy. thì tôi lắp một đôi loa to. Đấy như vậy dàn trên tôi chỉnh cái loa trên, dàn dưới tôi chỉ chỉnh đôi, đôi loa dưới. Thế thì xét về mặt âm sắc thì rõ ràng cái amply 506 nó vượt trội bởi vì nó có hai tầng chỉnh âm sắc riêng biệt thì các bạn có thể cho đôi loa ở trên nó nhiều tép hơn một chút đôi loa ở dưới thì nó gần người ngồi nó gần người hát thế cho nên là chúng ta cho ít tép đi một chút cho nó đỡ rít chúng ta tùy chọn cái chỉnh âm sắc của từng cặp loa một nó hợp lý và đồng thời <laughs> nhờ có hai tầng chỉnh riêng biệt thế cho nên là chúng ta cũng phối trộn cái nền nhạc đầu vào nó cũng linh hoạt hơn chẳng hạn như đôi loa to tôi để ở dưới thì bao giờ tôi cũng phối trộn nền nhạc nó nhiều hơn bởi đôi loa đó là cái đôi loa thể hiện cái nền nhạc là chính cho nên bao giờ tôi cũng đưa cái nền nhạc chiếm khoảng độ đâu đó bảy tám mươi thế còn đôi loa nhỏ ở trên thì tôi cho cái nền nhạc nó ít đi thôi bởi vì cái đôi loa đó là đôi loa mà cái lời hát lại là chủ yếu thế cho nên nền nhạc thông thường tôi chỉ phối trộn vào khoảng độ ba bốn mươi phần trăm là nhiều ba bốn mươi phần trăm thế như vậy rõ ràng với một chiếc ampli năm lẻ sáu thì chúng ta có thể tùy chọn đôi nào nhiều bát đôi nào nhiều tép đôi nào nhiều nhạc đôi nào ít nhạc để cho cái lời hát của mình nó hòa quyện hơn nó dễ hát hơn. Thế còn nếu như chúng ta dùng đẩy vào, vào, vào cái amply 203. Thì các bạn biết là đẩy nó chỉ có to cái nhỏ thôi. Thế còn toàn bộ âm sắc là nó phụ thuộc vào cái amply 203. Tức là lúc này các bạn chỉ có một tầng chỉnh âm sắc thôi. Thế cho nên là chúng ta chỉnh. Uh, tép nhiều thì nó nhiều tất cả đôi trên lẫn đôi dưới. Bát nhiều thì nó nhiều tất cả đôi trên lẫn đôi dưới hoặc là khi chúng ta trộn lời trộn nền nhạc vào vào cái lời hát thì lên thì lên tất mà xuống thì xuống tất thì đây nó cũng là một cái điểm hạn chế tuy nhiên chúng ta lưu ý rằng nhờ có cái công suất lớn hơn thế cho nên là cái mic của các bạn nó sẽ đỡ rít hơn rất nhiều đỡ rít hơn rất nhiều các bạn mở lớn nhưng mà nhờ có công suất lớn của cái, cái con đẩy thế cho nên là các bạn sẽ đỡ zip mic hơn rất nhiều nhé bởi một trong những nguyên nhân dẫn đến zip mic đó chính là công suất yếu nó mới hay bị zip nếu như vậy là về âm sắc thì tôi cũng đã phân tích cho các bạn rồi cái nào lúc nào cần cái gì ưu điểm nhược điểm từng cái một và cái vấn đề thứ tư chúng ta lưu ý ở đây đó là cái tiếng quạt gió thông thường nếu như chúng ta hát karaoke thì cái tiếng quạt nó không thành vấn đề bởi vì lúc đó chúng ta mở âm lượng lớn rồi thế cho nên quạt nó kêu ấy, nó không kêu nó xèo ấy, nó không xèo nó không ảnh hưởng gì cả thế nhưng mà khi mà các bạn nghe nghe không thôi đặc biệt là đêm đêm khuya nghe nhỏ nhỏ thì lúc này cái tiếng quạt gió của đẩy lại là một điểm hạn chế cho dù đẩy nào cũng thế thôi đã là đã là đẩy thì là có quạt gió rồi mà đã có quạt gió thì là có tiếng ồn thế cho nên là khi chúng ta nghe nhỏ nhỏ đêm khuya thì chắc là âm ly nó sẽ có ưu thế hơn bởi vì nó không có quạt gió nó tỏa nhiệt tự nhiên nó không có quạt gió thế còn đẩy muốn gì 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 nó cũng sẽ có cái tiếng xèo xèo của quạt đó là bốn cái điểm khác biệt mà tôi muốn phân tích tôi muốn trao đổi cùng với các bạn về cái việc chúng ta lựa chọn một chiếc amly 4 cây riêng biệt hay là lựa chọn một chiếc amly 203 phối ghép với cả một cái đẩy để có công suất lớn hơn còn sự lựa chọn như thế nào tùy thuộc vào các bạn còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại